Thầy chào mừng các em đến với tiết học hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục thực hành cái bài nhân vật 3D từ giấy thép. Vì đây là tiết thực hành nên các em chịu khó xem lại một số các bước chuẩn bị để chúng ta tạo ra được một nhân vật dây thép các em. Và đây nữa là các em. Chúng ta xem lại lý thuyết. Sản phẩm của học sinh. Tạo hình nhân vật nữ nè các em. Trước khi vào cái phần hướng dẫn về nhà thì mời các em xem đoạn video clip để chúng ta có thể tạo ra được một nhân vật như ý muốn. Rồi, chúng ta cũng nhớ xem cái bài trang phục lễ hội và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập để chúng ta học bài mới. Các em đã lắng nghe bài giảng.